Anh em, hôm nay là thứ năm nhá. Thì đúng ra thì mình định đi câu ngày mai. Thế nhưng mà mọi khi thì mình hay đi câu thứ bảy chủ nhật, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cố gắng sắp xếp cho một tuần đi từ thứ hai đến thứ năm, hoặc là từ thứ ba, thứ tư, thứ năm thì sẽ có một buổi đi. Nôm na là trong tuần thì sẽ đi vào cái ngày làm việc chứ không đi vào thứ bảy chủ nhật nữa. Tại vì cái thời điểm này là cũng là cái thời điểm hồ nó ít thính nhất và người ít ít người câu nhất. Thường thường là anh em người ta đi câu ấy, thường thường là rơi vào thứ bảy chủ nhật thì lượng thính thứ hai thứ ba thì nó vẫn chủ nhật thì thứ hai thứ ba, nên tốt nhất đi câu thứ tư thứ năm thứ sáu, trong một trong ba ngày đấy đi câu được thì là tốt. Cả mình không muốn thứ bảy chủ nhật đi là va vào một số cái người câu ở đấy, là bởi vì có mấy cái người lớn tuổi người ta đi cứ một mình người ta ném 6 7 ổ ấy, người ta xúi hết cả những cái chỗ câu đẹp vào hồ rồi, nên là mình không 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 thích kiểu loằng ngoằng như thế. Đâm ra là mình thích một mình một hồ hoặc là ít vừa vừa người thôi để mình câu cho nó thích. Ngồi đông chật chội rồi có khi lại ổ thính cách nhau 2 3 mét thì câu kéo cái gì. Thế nên là hôm nay mình quyết định là đi câu tối thứ năm anh em nhé. Thì bây giờ cũng sầm sỉ chiều rồi, chắc là chỉ khoảng tầm hơn tiếng nữa là tối thôi, thì mình chọn mồi xong rồi mình ra hồ thôi. Thì mình là do là mình câu buổi tối anh em ạ, nên là khi nào mình ra đến hồ thì mình quay phim tiếp cho anh em xem. Thì đây vẫn như cũ 2,5 bát thính nền. Anh em nào mà cảm thấy chán cái video này thì anh em có thể bỏ qua cái đoạn trộn thính đi. Bởi vì thực ra thì cũng cả 100.000 người xem cái video trộn mồi này rồi, thậm chí còn hơn cơ. Thế nhưng mà lần nào trộn mồi thì vẫn cứ có anh em mới vào đăng ký kênh, anh em ta hỏi thì mình phải trả lời thôi. Thì tốt nhất là thôi làm luôn đi. Cắm gạo sống nhá, không phải cắm gạo chín này anh em. Này chắc chỉ còn khoảng tầm 5 lạng cắm gạo thôi. Mình quất luôn một ổ. Ok. Tiếp đến thì lại mẻ chua thôi. Hôm nay còn tuần này mẻ chua này thì mình dốc hết luôn. Có vẻ là không vét được, phải vét bằng tay rồi anh em ạ. Mẻ mình tự làm được thì nó rất chi là đặc anh em, ngon. Không như mẻ mua ở chợ người ta pha vào cái chai đấy rồi thì câu không chuẩn thôi anh em ạ. Còn hơi ít mẻ thì kia mình vẫn có lọ mẻ nữa thì mình mang ra mình cho thêm. Chả cần nhiều, chỉ cần cái mẻ này như này bây giờ có cơm nguội phang vào là tuần nữa lại đi câu được. Đó, mình vẫn còn hũ mẻ khác đây, mình vẫn còn hũ mẻ khác đây anh em. Mọi khi đảo thằng mẻ chua với cả thằng cám gạo lên trước. Không biết anh em
câu ở hồ tự nhiên thì nó có cá không, có được cá được không mình không biết, bởi vì mình không câu được, mình chưa đi câu, khu này không có hồ tự nhiên mà thử, nên là nhiều anh em hỏi mình cũng khó trả lời anh em nhé. Thế còn mấy anh em bảo là cái này thì xuống 5 phút, với cả ông thì bảo là chỉ được 30 phút thì du phi nó khoáng không còn một hạt thính nào, thì mấy cái bạn nói như thế thì cũng đừng lên làm theo, các bạn chơi kiểu khác đi, đừng trộn theo nhé. Thế còn về cơ bản là mình câu thì cũng chả lên con rô phi nào, bảo không lên thì không đúng, nhưng mà lên rất ít rô phi. Buổi mình đi câu thì có hôm chả rô phi nào vào mà hồ cực kỳ nhiều rô phi luôn, có hôm chả con rô phi nào vào, có hôm thì 2-3 con, chứ cũng chả không 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 hôm nào là được nhiều nhiều rô phi ở trong cái hồ cả. Hoặc là có thể là cái hồ ở chỗ mình câu nó không thích ăn rô phi nhiều lắm, nhưng mà nó không thích ăn cám này chẳng hạn, nhưng mà hồ chỗ bạn nó thích ăn, nên là anh em có cái sự lựa chọn phù hợp cho mình thôi. May quá trong tủ lạnh còn đúng 3 quả trứng. Qua đây. Trứng gà ta nữa. Đó, anh em nào mà cảm thấy đơn giản dễ làm câu cũng ổn thì anh em làm theo thôi. Thế còn câu bắt anh em là đi câu có phải làm này đâu, mà mình có bắt cũng chả được nữa. Nên là mà anh em nào thích cảm thấy ok thì làm theo thôi, chứ còn mình cũng không không có quyền bắt hoặc là không thể bắt được bất cứ ai làm theo cả. Đâm ra là mấy anh em nào không không thích ấy, thì tốt nhất là có sự lựa chọn bài khác trong kênh thiếu gì thế thôi. Không không cần phải nặng nặng lời với nhau làm gì cả, không cần phải nặng lời, bình thường thôi. Đó, đơn giản là mình đi ra hồ là chinh chiến thôi. Nay trộn hơi quá tay và nó còn hơi nhiều cắm gạo, ổ kính nó hơi to, chắc phải 3 cân rưỡi 4 cân đấy anh em ạ. Rồi, bây giờ đến phần vệ sinh thôi, rửa ráy mấy cái đồ kia rồi ra hồ mình quay phim tiếp anh em xem. Thì câu buổi tối nếu mà không quay phim dòng cá được thì mong anh em thông cảm. Chim rồi ngoan đấy, tí cho anh em xuống đây. Hồ không không thấy ai này, khả năng móm lại rất cao rồi. Trước thấy thường hưởng nó bảo như kiểu cũng hoàn cả lúc phim sao. Qua thì nó câu thì toàn có khi bằng tầm 3-4 lạng đấy. À thế chắc không? Đấy. Ồ, hôm qua nó cũng được 2 con. Chắc là ông mới thả rồi. Đi ông đà đi thả dụng đi. Mẹ.
xuống ngồi giật. Cũng ngay đầu cần thôi. Mẹ đấy, đúng rồi, chỗ này hãm thật. Chết rồi, phải đi mua cái phao con. Quên mất rồi. Con này đầu cần này chơi phao to cả bá rồi. Qua thằng Hưởng nó làm hai con rô phi bé tí. Ba lạng, bốn lạng. Đấy. Qua anh không xuống xem học đâu à? Ngồi một lũ đấy thì đang ngồi đấy xong rồi cả chỗ đấy hôm qua ngồi đông đủ mặt của ba quan chắc thì mười mấy thằng. Nó là thằng bọn nó cứ gọi về thì thằng Hưởng ngồi ngồi đây bảo thôi mày câu đi xong rồi qua bãi bóng đưa hàng cho anh. Qua ủng hộ nó được con cái bé nó chỉ rưỡi. Mỗi là cái giờ này đi là ngày này đi là không có mấy ông già kia thôi. Hôm qua hay cần. Mà ít đi một tuần có một ông đi câu đi xong rồi để anh em mình điêu ánh cho nó lên. Anh đúng không? Chà. Xuống đến hồ phát là lắp phao đèn luôn rồi. Ôi giời, câu đầu cần mà câu cái phao này thì cuốn nạn đây. Hết sạch phao bè rồi, không còn cái phao bè nào. Ba chấm năm bé gì? Phao câu đêm nó lại không còn cái nào bé hơn. Chết rồi, hôm nay 7 giờ lại còn đá bóng nữa kìa. 8 giờ. Sao chúng nó bảo 7 giờ nhỉ? Chuẩn luôn. Giờ mà không được coi như móm luôn thì cần về mẹ đi cho xong. Ôi dồi con ếch to thế. Mồi đánh ngay đây rồi. Để đầu cần thôi. Sư đầu cần chỗ này phải hơn 2 mét nước, xa thế, sâu thế. Đấy, còn rồi.
xòa quý anh ơi. Cần của nó thì nó hơi cứng, thế sao mà ông cho nó lại câu gần, nó lại nóng mạnh, máy thì lại quá chậm. Giờ ra đi thôi. Đi câu lâu lắm không đi. Đó. Đầu cần cho nó dễ nhìn. Bánh chấm đen nó bơi ra thả đúng không? Cú bắt xem nhớ còn con mè danh nào không? Đấy hôm qua nó không ném ổ đấy nhưng mà nó ra cái chỗ đấy nó thả nó rình thế nào đóng ổ đấy. Ông ngồi ông bê mồi và ông ấy quánh. Nó dốc dốc thì sao mỗi ném cái nó lại trôi hết bố kính đi. Hãy subscribe.
thì nó lại hồi thì chỗ nào không sốt, không biết hổ đâu. Hơi xa, xa quá. Đi câu gần rồi, tôi dưng lên tôi ra thì xa. Làm vua anh em về rồi, mai được hai con này. Cuốn ổ nhưng mà không giật được anh em ạ, bung rất là nhiều nhé. Đây con này cả khu em đi cùng này. Thôi, coi như là tạm tạm thôi. Hẹn gặp anh em ở các cái video sau.